Chị Thị Hương mến chào tất cả các em. Hôm nay chị Thị Hương giới thiệu cho các em một hộp đồ chơi về búp bê Monster High, Bu Yok and Bu Yok. Và hộp đồ chơi này dành cho trẻ em từ 6 tuổi trở lên. Và cô búp bê này có tên là Neferadi Knife, là một cô con gái của một xác ướp. Và đây là mặt trước của cái hộp ạ. Và đây là mặt sau của cái hộp. Và Monster High khi mà dịch ra tiếng Việt thì có nghĩa là quái vật cao cấp. Và chúng ta hãy mở cái hộp này ra xem nhé. Và chị Thị Hương có một cái nền và một cái cột. Và chị Thị Hương gắn vào đây. Và chị Thị Hương có một cô búp bê rất là xinh đẹp. Cô ta mặc một cái áo đầm màu xanh. Và trên đây là một cái áo khoác giống như là mạ vàng. Và chị Thị Hương có thể lấy ra như thế này. Các em nhìn thử, rất là đẹp. Và chị Thị Hương có thể gắn nó lại. Và đây là một cái cà quạt màu đen. Hai bàn tay thì cử động được. Và phần dưới là toàn là màu xanh. Các em nhìn nè, bàn tay có thể cử động rất là dễ dàng. Và ngay cả cái bàn tay này chị Thị Hương có thể lấy ra luôn. Wow, đây là cái bàn tay. Hello, hello. Và chị Thị Hương gắn nó lại. Xong. Và ngay cả bàn tay này cũng vậy luôn. Và phía dưới bàn chân có thể cử động tới lui được. Và một cái đôi giày màu xanh cao gót, rất là đẹp. Và các em có thể lấy nó ra luôn. Các em mở từ trên này xuống rồi kéo nó ra. Rất là đẹp. Và chị Thị Hương ngắn nó lại. Rất là dễ dàng. Và chân di động tới lui rất là dễ. Bởi vì nó có hai cái khớp ngay đây. Và cô búp bê này có một mái tóc màu xanh rất là dài mà rất là mượt, đẹp quá. Và phía trên đây có những một số tóc bằng kim tuyến. Và trên đây là một cái nơ tóc như là một công chúa. Và một cái đôi hoa tai màu vàng, rất là đẹp. Và trên mặt thì cô ta make up rất là dễ thương. Có một cái môi màu rượu, màu hồng, màu đỏ hồng rất là đẹp. Và ngang đây thì có những cái hình giống như là một cái ngôi sao. Và đây là phần sau lưng của cô búp bê. Và tóc của cô ta rất là dễ thương. Và phía dưới cũng có một số tóc bằng kim tuyến.
Và áo có thể các em có thể thay đổi được. Cô búp bê này rất là xinh đẹp. Và chị Thị Hương dùng cái này gắn vào sau lưng của cô búp bê. Và để vào trong đây. Rồi bây giờ búp bê tự đứng một mình được. Và đây là một cái lược để cho búp bê chạy tóc. Dễ thương quá. Và phía sau có lược có cái hình của một cái sọ người và một hai cái con mắt ngang đây và một cái nơ phần trên. Và chị Thị Hương có một cái hộp màu tím hình chiếc nón. Và cái này giống như là một cái ngải và lúc nào búp bê cũng mang theo trong người. Vì mỗi lần mà búp bê muốn một cái điều gì đó thì búp bê sẽ sai khiến cái ngải này làm và giúp cô ta, và cô ta thành công trong tất cả mọi việc. Và cô ta lúc nào cũng mang theo trên tay. Và các em có thể cho cô búp bê đứng rất là nhiều kiểu. Kiểu nào chị Thị Hương thấy cũng đẹp. Và video của chị Thị Hương đến đây đã chấm dứt. Chào tạm biệt các em và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp. Và xin nhớ các em hãy đăng ký để không bỏ lỡ những video mới của chị Thị Hương.